Một khi đánh dấu, nếu cậu biết ba của cậu ấy là mình giết, đừng, không được. Dừng lại. Chỉ là không chết tâm muốn thử xem. Thì ra anh quả nhiên không yêu mình. Thế nào giữa bọn mình chỉ có thể có mối dây dưa là thù giết cha thì sao? Anh đừng lo lắng, chỉ là đánh dấu tạm thời, vẫn chưa đủ. Mãi mãi không đủ. Muốn anh trai mãi mãi chỉ thuộc về một mình. Vào đi. Bảo bối nhớ anh không? Sao anh lại vào đây? Vẫn chưa đến ngày thăm gia đình. Lần trước thấy vũ khí trang bị của các em quá kém, vậy nên anh viện trợ cho các em mấy trăm khẩu súng và 20 chiếc máy bay chiến đấu. Đại tá của các em hiếu khách thật, tặng cho anh một tấm thẻ thông hành VIP luôn. Anh có thể ra ngoài rồi, chỗ tôi không chào đón anh. Bỏ bố, em vẫn còn tức giận mà. Lần trước do anh không tốt. Hay là bây giờ anh đến bù gấp đôi cho em nha. Anh muốn làm gì nhanh lên. Ây da, được thôi. Ai vậy? Sao cứ luôn có người quấy rầy thế? Alo, cái gì? Biết rồi, đừng để cậu ta chết. Bệnh tình ông cụ nguy cấp, anh phải đến bệnh viện một chuyến. Cút đi. Hôm đó xin. Không có gì phải xin lỗi cả. Tôi tự hiểu rõ. Giữa tôi và ba anh mãi mãi đều sẽ chọn ông ấy. 10 năm trước như vậy, 10 năm sau cũng như vậy.